phẩm sa môn tưởng samana sanya vajja một la mã kinh sa môn tưởng samana sanya sutta một trăm lẻ một có ba sa môn tưởng này này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn làm cho đầy đủ bảy pháp thế nào là ba ta nay đã đến tình trạng mất bản sắc đời sống ta bị phụ thuộc vào người khác hành vi của ta cần phải thay đổi ba sa môn tưởng này này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn làm cho đầy đủ bảy pháp thế nào là bảy luôn luôn là người làm liên tục thực hiện liên tục trong các giới luật không có tham ái không có sân không có quá mạng ưa thích học tập đối với các vật dụng cần thiết cho đời sống vì ấy nghĩ đây là mục đích sống tinh cận tinh tấn này các tỷ kheo có ba sa môn tưởng này được tu tập được làm cho sung mãn làm cho đầy đủ bảy pháp hai la mã kinh giác chi bosanga sutta một trăm lẻ hai bảy giác chi này này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn làm cho đầy đủ ba minh thế nào là bảy niệm giác chi trạch pháp giác chi tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, xả giác chi. Bảy giác chi này, này các tỷ kheo, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho đầy đủ ba minh. Thế nào là ba? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo nhớ đến nhiều đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, vân vân Nhớ đến nhiều đời trước với các nét đại cương và các chi tiết với thi nhãn thanh tịnh siêu nhân vân vân rõ biết các chúng sanh tùy thuộc hạnh nghiệp của họ do đoạn diệt các lậu hoặc vân vân sau khi chứng ngộ chứng đạt vị ấy an trú bảy giác chi này này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn làm cho đầy đủ ba minh này ba la mã kinh tạ tánh ta ta 103 Do tạ tánh này các tỷ kheo nên thất bại không thành công. Và này các tỷ kheo, thế nào là do tạ tánh nên thất bại không thành công? Với người tạ kiến, này các tỷ kheo có tạ tư duy, với người tạ tư duy có tạ ngữ, với người tạ ngữ có tạ nghiệp, với người có tạ nghiệp tạ mạng sanh, với người có tạ mạng tạ tinh tấn sanh với người có tà tinh tấn tà niệm sanh với người có tà niệm tà định sanh với người có tà định tà trí sanh với người có tà trí tà giải thoát sanh như vậy này các tỷ kheo do tà tánh đưa đến thất bại không thành công do chánh tánh này các tỷ kheo nên thành công không thất bại và này các tỷ kheo thế nào là do chánh tánh nên thành công không thất bại với người chánh kiến này các tỷ kheo có chánh tư duy với người chánh tư duy có chánh ngữ với người chánh ngữ có chánh nghiệp với người chánh nghiệp có chánh mạng với người chánh mạng có chánh tinh tấn với người chánh tinh tấn có chánh niệm với người chánh niệm có chánh định với người chánh định có chánh trí với người chánh trí có chánh giải thoát. Như vậy, này các tỷ kheo, do chánh tánh đưa đến thành công, không đưa đến thất bại. Bốn La Mã Kinh Chủng Tử Pisa Sutta 104 Này các tỷ kheo, với người đàn ông, với người có tà kiến, có tà tư duy, có tà ngữ, có tà nghiệp, có tà mạng, có tà tinh tấn, có tà niệm, có tà định, có tà trí, có tà giải thoát. Phạm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy? Phạm có khẩu nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy? Phạm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy? Phạm có tư tâm sở nào, phạm có quyết định nào, phạm có ước nguyện nào và phạm có hành nào? Tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc, bất khả hỷ, bất khả ý, bất hạnh, đau khổ. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì kiến ấy là ác. Ví như, này các tỷ kheo, hạt giống cây nimba hay hạt giống cây kosataki, một loại dây leo, hay hạt giống cây titakalabu, mướp đắng, được gieo vào đất ướt, phàm vị gì nó lấy lên từ đất phàm vị gì nó lấy lên từ nước tất cả vị ấy đều đưa đến tánh đắng tánh cây tánh không lạc của nó vì sao vì nó là tánh ác của hạt giống này các tỷ kheo cũng vậy này các tỷ kheo với người đàn ông với người có tà kiến có tà tư duy có tà ngữ có tà nghiệp có tà mạng có tà tinh tấn có tà niệm có tà định có tà trí có tà giải thoát phàm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy phàm có khẩu nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy phàm có tư tâm sở nào phàm có quyết định nào phàm có ước nguyện nào phàm có các hạnh nào tất cả các pháp ấy đưa đến bất khả lạc bất khả hỷ bất khả ý bất hạnh đau khổ vì sao? Này các tỷ kheo, vì kiến ấy là ác. Này các tỷ kheo, với người đàn ông, với người có chánh kiến, có chánh tư duy, có chánh ngữ, có chánh nghiệp, có chánh mạng, có chánh tinh tấn, có chánh niệm, có chánh định, có chánh trí, có chánh giải thoát. Phạm có thân nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy. Phạm có khẩu nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy phàm có ý nghiệp gì được thực hiện đầy đủ và được chấp nhận theo kiến ấy phàm có tư tâm sở nào phàm có quyết định nào phàm có ước nguyện nào phàm có cách hành nào tất cả các pháp ấy đưa đến khả lạc khả hỷ khả ý hạnh phúc an lạc vì sao này các tỷ kheo vì kiến ấy là hiền thiện ví như này các tỷ kheo hạt giống cây mía hay hạt giống cây lúa hay hạt giống cây nho được gieo vào đất ướt, phạm vị gì nó lấy lên từ đất, phạm vị gì nó lấy lên từ nước, tất cả vị ấy đều đưa đến tánh ngon, tánh ngọt, tánh thuần chất của nó. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì hạt giống là hiền thiện. Cũng vậy, này các tỷ kheo, đối với người có chánh kiến, vân vân, chánh giải thoát, phạm mọi thân hành, vân vân, vì tánh hiền thiện của kiến. Năm La Mã, Kinh Minh, Visa Sutta. 105. Khi nào vô minh dẫn đầu, này các tỷ kheo đưa đến sự thành tựu các pháp bất thiện, thời vô tàm, vô quý nối tiếp theo. Với kẻ bị vô minh chi phối, vô trí, này các tỷ kheo, tà kiến sanh. Với kẻ có tà kiến, tà tư duy sanh. Với kẻ có tà tư duy, tà ngữ sanh với kẻ có tà ngữ, tà nghiệp sanh, với kẻ có tà nghiệp, tà mạng sanh, với kẻ có tà mạng, tà tinh tấn sanh, với kẻ có tà tinh tấn, tà niệm sanh, với kẻ có tà niệm, tà định sanh, với kẻ có tà định, tà trí sanh, với kẻ có tà trí, tà giải thoát sanh. Khi nào minh mẫn dẫn đầu, này các tỷ kheo, đưa đến sự thành tựu các thiện pháp thời tạm, quý nối tiếp theo với vị được minh chi phối có trí này các tỷ kheo chánh kiến sanh với vị có chánh kiến chánh tư duy sanh với vị có chánh tư duy chánh ngữ sanh với vị có chánh ngữ chánh nghiệp sanh với vị có chánh nghiệp chánh mạng sanh với vị có chánh mạng chánh tinh tấn sanh với vị có chánh tinh tấn chánh niệm sanh với vị có chánh niệm chánh định sanh với vị có chánh định chánh trí sanh với vị có chánh trí chánh giải thoát sanh sáu la mã kinh tổn giảm nisara sutta một trăm lẻ sáu này các tỷ kheo có mười tổn giảm sự này thế nào là mười với người có chánh tri kiến này các tỷ kheo tà kiến bị tổn giảm và các pháp ác bất thiện do duyên tà kiến sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh kiến sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỷ kheo, tà tư duy bị tổn giảm và các pháp ác, bất thiện do duyên tà tư duy sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh tư duy sanh, các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh ngữ, vân vân, có chánh nghiệp, vân vân, có chánh mạng, vân vân, có chánh tinh tấn, vân vân, có chánh niệm, vân vân, có chánh định, vân vân, có chánh trí, vân vân, có chánh giải thoát. Này các tỷ kheo, tà giải thoát bị tổn giảm, và các ác bất thiện pháp do duyên tà giải thoát sanh, các pháp ấy bị tổn giảm. Các pháp thiện do duyên chánh giải thoát sanh các pháp ấy đi đến viên mãn trong tu tập. Này các tỷ kheo, có mười tổn giảm sự này. Bảy La Mã Kinh Tẩy Trần Dovana Sutta 107 Này các tỷ kheo, tại các quốc độ miền Nam có lễ tẩy trần. Tại đấy có các món ăn, có các thức uống, các đồ ăn loại cứng, các đồ ăn loại mềm, đồ nếm, đồ uống, múa, hát, nhạc. Này các tỷ kheo, đây là lễ tẩy trần. Ta tuyên bố rằng không phải là không có. Và này các tỷ kheo, lễ tẩy trần ấy là hạ liệt, thô tục, phạm phu, không phải thánh, không liên hệ đến mục đích, không đưa đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về tẩy trần thuộc bậc thánh tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán ly tham đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn do duyên tẩy trần này các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa Vân, Bạch Thế Tôn Các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn, Thế Tôn nói như sau. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh tẩy trần? Cho thánh tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhạm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên thánh tẩy trần này, các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết các chúng sanh bị sầu bi khổ ưu não được giải thoát khỏi sầu bi khổ ưu não với người có chánh kiến này các tỷ kheo tà kiến bị tẩy sạch và những pháp ác bất thiện nào do duyên tà kiến khởi lên các pháp ấy của người ấy được tẩy sạch và các pháp thiện do duyên chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỷ kheo, tà tư duy bị tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh ngữ, này các tỷ kheo, tà ngữ được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh nghiệp, này các tỷ kheo, tà nghiệp được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh mạng, này các tỷ kheo, tà mạng được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh tinh tấn, này các tỷ kheo, tà tinh tấn được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh niệm, này các tỷ kheo, tà niệm được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh định, này các tỷ kheo, tà định được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh trí, này các tỷ kheo, tà trí được tẩy sạch, vân vân. Với người có chánh giải thoát, này các tỷ kheo, tà giải thoát được tẩy sạch và những pháp ác bất thiện do duyên tại giải thoát khởi lên, các pháp ấy của người ấy được tẩy sạch. Các pháp thiện do duyên chánh giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập. Này các tỷ kheo, đây là thánh tẩy trần ấy. Tẩy trần này đưa đến nhất hướng nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Do duyên tẩy trần này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Tám la mã, kinh y thuật, Tikkachaka Sutta. 108. Các y sư, này các tỷ kheo cho thuốc sổ để chặn đứng các bệnh khởi lên từ mật, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ đàm, để chặn đứng các bệnh khởi lên từ gió. Này các tỷ kheo, đây chỉ là thuốc sổ. Ta tuyên bố rằng đây không phải là không có. Và này các tỷ kheo, thuốc sổ này có thành công và cũng có thất bại. Và này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết về thuốc sổ bậc thánh. Thuốc sổ này thành công, không có thất bại. Do nhân thuốc sổ này, nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh. Các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già. Các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết. Các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa Vân, Bạch Thế Tôn Các tỷ kheo ấy vân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau Này các tỷ kheo Thế nào là thuốc sổ bậc thánh Thuốc sổ này chỉ thành công Không có thất bại Do nhân này nên các chúng sanh bị sanh Được giải thoát khỏi sanh Vân vân Các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não Được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não Với người có chánh kiến Này các tỷ kheo Tà kiến bị sổ ra Các ác Bất thiện pháp do duyên tà kiến sanh khởi, các pháp ấy được sổ ra, và các pháp thiện do duyên với chánh kiến đi đến viên mãn trong tu tập. Với người có chánh tư duy, này các tỷ kheo, tà tư duy bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh ngữ, này các tỷ kheo, tà ngữ bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh nghiệp, này các tỷ kheo, tà nghiệp bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh mạng, này các tỷ kheo, tà mạng bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh tinh tấn, này các tỷ kheo, tà tinh tấn bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh niệm, này các tỷ kheo, tà niệm bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh định, này các tỷ kheo, tà định bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh trí, này các tỷ kheo tà trí bị sổ ra, vân vân. Với người có chánh giải thoát, này các tỷ kheo, tà giải thoát bị sổ ra. Các pháp ác, bất thiện, do duyên tà giải thoát sanh khởi, các pháp ấy được sổ ra, và các pháp thiện do duyên với chánh giải thoát đi đến viên mãn trong tu tập. Này các tỷ kheo, đây là thuốc sổ bậc thánh, thuốc sổ này chỉ thành công, không thất bại. Do nhân thuốc sổ này nên các chúng sanh bị sanh được giải thoát khỏi sanh, các chúng sanh bị già được giải thoát khỏi già, các chúng sanh bị chết được giải thoát khỏi chết, các chúng sanh bị sầu, bi, khổ, ưu, não được giải thoát khỏi sầu, bi, khổ, ưu, não. Chính La Mã Kinh Mửa Phamana Sutta 109 Như Kinh 108 chỉ thay thế chữ mửa. Mười La Mã Kinh cần phải bài tiết Một trăm 110 Có mười pháp này, này các tỷ kheo, cần phải bài tiết. Thế nào là mười? Với người có chánh kiến, này các tỷ kheo, tạ kiến bị bài tiết ra, vân vân như kinh 107 và kinh 108 chỉ thay thế chữ bài tiết. 11 La Mã Kinh Vô Học Thứ Nhất Bathama Asekha Sutta 111 Bây giờ, có một tỷ kheo đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Vô học, vô học, bạch Thế Tôn, được nói đến như vậy cho đến như thế nào bạch thế tôn tỷ kheo là bậc vô học ở đây này tỷ kheo tỷ kheo thành tựu vô học chánh tri kiến thành tựu vô học chánh tư duy thành tựu vô học chánh ngữ thành tựu vô học chánh nghiệp thành tựu vô học chánh mạng thành tựu vô học chánh tinh tấn thành tựu vô học chánh niệm thành tựu vô học chánh định thành tựu vô học chánh trí thành tựu vô học chánh giải thoát như vậy này các tỷ kheo là tỷ kheo vô học. 12 La Mã Kinh vô học thứ hai Dutiya Asekha Sutta 112 Này các tỷ kheo, có 10 pháp vô học này. Thế nào là 10? Vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học chánh tinh tấn, vô học chánh niệm vô học chánh định vô học chánh trí vô học chánh giải thoát này các tỷ kheo có mười pháp vô học này